Hello everyone, welcome back my channel. I am Hồng Huyền. Today I come with you a new topic, a pronunciation with a new topic. Old media will be a thing of the past. What's your opinion? Chào các bạn, hôm nay mình tới với các bạn cái chủ đề mới, đó là cái phương tiện truyền thông cũ nó sẽ là cái gì đó ở quá khứ. Be a thing of the past. Bởi vì phương tiện truyền thông mới nó ra đời. Thì what is your opinion? With recent developments in technology like e-books, some people feel that printed media like books, newspapers and magazines will be a thing of the past. Others feel that these forms of media will never disappear. What is your opinion? Khi mà đọc xong bài này mình mở ra một cấu trúc ở trong đầu của mình nha. Khi mình đồng ý như thế này thì mình đồng ý như thế kia, mình đi nước đôi. Và khi mình nói ra cái đồng ý gì đó, khi mà nói ra cái ý đầu tiên thì mình hãy có giải thích và đưa ra ví dụ. Và khi mình nói tới cái ý thứ hai của mình cũng giải thích và đưa ra ví dụ. Thì ở trong bài này mình không đồng ý với cái việc người ta nói là phương tiện truyền thông cũ á, nó sẽ thay thế, nó sẽ bị thay thế. Thì mình sẽ nói cái phần mình đồng ý với cái một đồng ý trước, và sau đó mình nói cái phần không đồng ý sau để mình nhấn mạnh nha các bạn. Thì cách đi là như vậy, thì mình sẽ vào trực tiếp bài luôn. Ở mở bài mình sẽ áp dụng công thức là over the past decade. The issue as to whether people's reliance on dot dot dot. Why I accept that dot dot dot. I believe that dot dot dot. Những cái từ mới đắt giá, modern, top notch equipment, everlasting time benefit, negative development, positive or negative development, attract public attention, accept that offline media, newspapers, magazines. Rồi, mình cùng tập đọc cái đoạn này nha các bạn. People's reliance on recent modern and top-notch equipment like ebook is a positive or negative development has never failed to attract public attention. While I accept that it has faded the offline media like books, newspapers and magazines in some ways, I believe that the traditional media will always bring with it several lasting time benefit. Rồi, ý thứ nhất, giải thích và ví dụ. Ý thứ nhất, I believe that the popularity of modern technology is now so popular trend that. Giải thích, the development of the wonders of technology brings the world to everyone. Ví dụ, to be specific, the schoolwork of every student is not as hard as it was in former days. Các từ đắt giá, handle our problems, challenge, blink of an eye, development, wonders, technology, social Facebook, TikTok, Instagram, Facebook, popular trend, printed media, books. On the one hand, modern technology. Nào, mình cùng tập đọc và phát âm cái đoạn này nhé các bạn. On the one hand, I believe that the popularity of modern technology is now so popular trend that people rarely read printed media like books, newspapers, and magazines. The development of the wonders of technology, especially social media like TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, brings the world to everyone in front of their eyes just with a click of the mouse. To be specific, the schoolwork of every student is not as hard as it was in former days because most of us can get information, access news, download good lectures from the internet to update our knowledge and handle our problems or challenges in a blink of an eye. Rồi, mình chuyển qua tập đọc và phát âm cái đoạn tiếp theo nha các bạn. Ý thứ hai nè. There are many trustworthy sources of online internet, international, national press clubs. Mình nói ý thứ hai là các cái bài báo quốc tế á,
khi mà thường nó online á, thường bài báo online á ở quốc tế nó thu thập được nhiều thông tin, mà cái bài báo truyền mà những cái phương tiện hiện truyền thống á là nó không có thu thập được hết, nhà collect all benefit much, cho nên người ta cũng hưởng lợi từ cái điều đó, đó các bạn. Trustworthy sources of online international press clubs. Rồi mình tập đọc cái đoạn này nha các bạn. Secondly, there are many trustworthy sources of online international press clubs providing as many good and new information about the world that the traditional media cannot collect all. So I think that humans may benefit much from these devices that they cannot be denied. Xong hai ý đầu rồi, mình sẽ đi cái ý tiếp theo. Là mình nhấn mạnh một cái điều là mình không đồng ý là cái phương tiện truyền thông cũ nó bị thay thế bởi phương tiện truyền thông mới. Mình cũng đưa ra cái ý trước, rồi mình giải thích, rồi mình mới cho ra ví dụ. Mình đưa ra cái ý nè: On the one hand, I always believe that the old asset information from printed books, magazines will never be faded and replaced by the modern electric equipment. Paraphrase lại cái từ là never replace, disappear, will disappear thì nó bằng cái là never be faded and replaced. Rồi mình giải thích và đưa ra ví dụ nè các bạn, giải thích là ở những vùng xa xôi, in remote and far places thì không có unstable online access và cảm thấy khó khăn để truy cập vào internet. Mà ví dụ nữa là hơn 60% dân cư ở một cái khu vực Philippines á thì không có tiếp cận được internet, sẽ thuyết phục khán giả ta, ban giám khảo rất là nhiều. Mình tập đọc cái đoạn này nha các bạn. Các từ chốt và đắt giá: modern electric equipment free faded, never faded, never be faded, never be faded and replaced. Get benefit from the internet of press in the Philippines so that printed media, daily life, internet is now a scarce. A scarce là sự khan hiếm in this area. On the other hand, I always believe that the old access information from printed books, magazines will never be faded and replaced by the modern electric equipment. Firstly, in remote and far places which lose internet access and unstable online access, people usually find it hard to get benefits from the internet. A press in the Philippines showed that more than 60% of citizens have to use books and news by printed media in their daily life because the internet is now scarce in this area. Rồi, đó là ý thứ nhất đó các bạn. Bây giờ mình giải thích. Mình nói tiếp cái ý thứ hai. Mình giải thích, đưa ra ví dụ và tới kết bài. Các bạn đã hiểu rõ về các bước đi của cái task 2, chuẩn hội đồng Anh chưa? Task 2 này mình sẽ áp dụng cho rất là nhiều bài à, về sau. Ví dụ như là bạn có đồng ý không nè, ý kiến của bạn như thế nào nè, rồi mặt lợi nhiều hơn mặt hại hay là sao. Mình sẽ áp dụng công thức này luôn nha các bạn. Secondly, mình đưa ra ý thứ hai: The printed media like international press clubs become more trustworthy if they are all printed and published around the world. By the printed original ones. Thì phương tiện và những cái tờ báo quốc tế nó sẽ đáng tin hơn nếu mà nó được xuất bản bằng cái việc in ấn. Người ta tin việc in ấn bằng văn bản nha. Mình đưa ra cái giải thích cho điều này là các cái luật pháp á, hiện hành đều phải in ra văn bản và đưa cho người dân của mình để gì thông báo hết. Announce the awareness from citizens. Thế nên cái phương tiện truyền thông hiện đại electric media mà thông báo thông tin tới người ta thì có thể là not authentic, nó không có chuẩn xác lắm vì ý kiến nhiều chiều mà. And gain accuracy, và đạt được cái sự chính xác nhất định đó.
để mà người ta tiếp nhận thông tin, in giving the right information, từ chốt. Và đắt giá, much knowledge, marriage, economics, politics, bring it to inform, announce, citizens, trustworthy, international press clubs, international press clubs, bring it original ones, always. Mình cùng tập đọc cái đoạn này nhé các bạn. Secondly, the printed media like international press clubs become more trustworthy if they're all printed and published around the world by the printed original ones. For example, the printed media always collect and condense so much knowledge that we all need in daily life, like official laws, marriage, economics, politics. The laws must be printed to inform and announce the awareness from citizens of every country, while the electric media seems to inform all people in some ways which are not always authentic and gain accuracy in giving the right information. Các bạn đã nắm rõ cách viết bài này chưa? Nào, mình đi tới kết bài. In conclusion, why I agree that I am of the belief that, khi mà tôi đồng ý như thế này thì tôi cũng tin rằng như thế kia. Mình paraphrase lại cái đề bài một lần nữa. Tuy nhiên không được sử dụng cái từ để dùng ở đề bài, mình sẽ nói và viết theo cách riêng của mình. Thì các bạn có những cái từ xem meaning á, như online media thì nó là tradi online media thì nó là modern top-notch technology. Rồi traditional media thì nó là public media và printed media. Why I agree that online media. Rồi các từ chốt và đắt giá ở đây là replace by the modern trend, recent development, technology. I agree that attract much attention, spectaculars, watchers. Thì cái phần mở bài và kết bài nó là cái điều kiện đủ ha, đủ của một cái bài viết thứ hai, task 2, chuẩn hội đồng Anh. Nếu không có các bạn bị trừ điểm, còn nếu như có thì nó là đủ một cái cấu trúc. Cho nên các bạn chỉ cần viết một câu tới hai câu là đủ. Ở đây thậm chí mình chỉ viết có một câu thôi. Nào các bạn cùng tập đọc với mình nha. Mình vừa biết đọc mình sẽ nắm mà mình còn nắm được cái cách làm nữa thì điều đó rất là tốt nha các bạn. In conclusion, while I agree that online media is now so popular and may attract much attention from spectaculars and watchers, I am of the belief that offline media will never be replaced by the modern trend of recent developments in technology. Rồi, mình xin phép dừng ở đây. Tạm biệt các bạn.